Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hành Nguyễn Hải Dương Hôm nay buổi tối thứ bảy, Ngày 13 tháng 10 năm 2018 Hành Nguyễn lại tiếp tục quay lại chủ đề về máy lương tiếng Thì hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều các dòng máy lưng tiếng Trước đó là dòng máy lương tiếng Idol fp 100 của Việt Nam Sau đó là dòng máy CB200 rồi là ai đó IP của Trung Quốc rồi BBE rồi B3 tóm lại rất nhiều dòng máy ông tiếng hết tiệu chung lại thì anh Nguyễn khẳng định chiếc máy ông tiếng nó rất có giá trị trong bộ nghe nhạc cũng như bộ hát karaoke mặc dù nó mang nhiều thương hiệu khác nhau nhiều tên tuổi khác nhau nhưng tiệu chung lại là có nhiệm vụ chính là nó sẽ làm cho cái giải tần Equalizer nó sẽ hay hơn ví dụ như tiếng trống nó mạnh mẽ hơn này tiếng chắc nó sáng hơn và nó hay hơn rất nhiều so với là chưa sử dụng máy lăng tiếng và chiếc máy lăng tiếng được bùng nổ bắt đầu từ năm 2017 tầm đầu năm khi anh Nguyễn làm kênh trên YouTube thì anh Nguyễn đã đưa mạnh cái chiếc máy lăng tiếng vào từ đó các anh em trên đất quốc cũng như người tiêu dùng đã biết đến hình ảnh của chiếc máy lưng tiếng Idol IP 100 do Việt Nam sản xuất và cơ sở của nó là trong Sài Gòn. Thì anh Nguyễn vẫn khẳng định rằng tất cả những sản phẩm do Việt Nam sản xuất anh Nguyễn luôn luôn tôn trọng, luôn luôn uh, giữ gìn và luôn luôn quảng bá hình ảnh của chúng trước cộng đồng à, những người đam mê âm thanh cũng như là quốc tế. Yeah. Ngày nay anh Nguyễn không tiết ông mà sẽ cùng giao lưu các bác một số chuyện à uh, một số chuyện một số chuyện phù phiếm thì chiếc máy lưng tiếng có tên là EX Tech Audio model là 966LP thì khi anh Nguyễn đưa lên uh, YouTube thì anh Nguyễn nói đây là cái máy lưng tiếng của Trung Quốc sản xuất thì anh cũng gặp rất nhiều các cái trái ý kiến trái chiều có một số làm audio thì có những anh em nói là anh Nguyễn là không hiểu biết rồi là à, thế này thế kia thực là đánh giá về cái trình độ của một con người thì cái vấn đề mà trình độ của con người thì anh Nguyễn sẽ không bàn đến nhưng mà trước khi vào nội dung chính thì anh Nguyễn cũng khẳng định này anh Nguyễn là một người thầy được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp bằng chứng nhận. Thế còn là một số anh em làm audio thì anh biết là nó ở thẻ gì. Nhưng anh Nguyễn khẳng định với nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thì anh Nguyễn là một bậc thầy do nhà nước cấp phong tặng. Tôi khẳng định. Còn trình độ ở sao anh Nguyễn chưa bàn tới. Thế anh Nguyễn lại quay lại về vấn đề máy lương tiếng. Máy lương tiếng. Thì đây là một dòng máy lương tiếng có tên là X Santec Audio do trực tiếp Trung Quốc sản xuất và Hành Nguyễn nhập trực tiếp ở Đông Hưng Trung Quốc. Hành Nguyễn nhắc lại nhé. Nhập trực tiếp từ Trung Quốc về do chính Hành Nguyễn nhập nhập thông qua đường tiểu ngạch. Đấy. Đấy ý một. Đấy ý hai thì có một số anh em đó là sản xuất ở khu vực như Hà Nội, Hải Phòng vân vân. Thì Hành Nguyễn khẳng định này, anh Nguyễn cũng có thể nói cái máy này sản xuất ở tại uh, Linh chứ đâu quá cũng chẳng ai cũng chẳng sao cả đúng không thì đó là cái cách mình làm cách mình nói nhưng mà cái với dòng máy đăng tiến này thì anh Nguyễn nhập trực tiếp ở Trung Quốc phải đấy nhập như nào thì anh Nguyễn sẽ thông báo như vậy đấy không không nói sai mà số lượng bao nhiêu cũng được thế còn là anh Nguyễn sẽ lại bàn về cái trận phù phiếu một tí à, chiếc máy đăng tiếng tại sao nó có mấy chiếc máy đăng tiếng có nhiều thương hiệu khác nhau thực ra là về công nghệ khi mình hiểu công nghệ rồi thì có thể người này cũng thể thiết kế ra một bản mạch người kia cũng có thể thiết kế ra một bản mạch nhưng cuối cùng cuối cùng là nó cải thiện về chất âm Anh nghĩa không chê về âm nhá chỉ nói về chuyện cái nguồn gốc của nó thôi nguồn gốc của nó thôi thì một số anh em đã dùng những cái hình ảnh, những cái clip là khẳng định đây là do người Việt Nam mình làm, các chị làm, các em làm. Thì anh Nguyễn lại quay lại vấn đề về, về với vấn đề về xuất khẩu lao động ấy, sang Trung Quốc thì ngay chỗ anh Nguyễn ở này, An lạc trên Bình Dương này, thì năm 2008 có rất nhiều người ở quê anh Nguyễn sang Đông Hương Trung Quốc làm thuê cho các xưởng như là mộc này, rồi làm đi linh kiện điện tử này tức là nhiều các mặt hàng khác đến năm khoảng tầm năm 2010 thì giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng xảy ra một số cái, cái việc này loại thì cái vấn đề chính trị anh Nguyễn không nói không nói nhiều thì đẩy toàn bộ lượng công nhân Việt Nam mình về về qua biên giới đấy thì lúc đó là có một số người là trốn đấy công an Trung Quốc người ta lần được và những người trốn bắt được cái là tiêm thuốc luôn vào mông đấy là có thật như vậy nên anh nguyễn khẳng định thì đấy là những người công nhân việt nam của mình sang trung quốc làm việc trung quốc rất nhiều rất là nhiều nhé hiện tại cho em là vẫn có rất nhiều người sang trung quốc làm việc đăng ký đăng hoa làm việc bình thường thì đó là những cái xưởng của trung quốc đông hương quốc sản xuất các linh kiện điện tử do việt nam mình đặt hàng nên anh nguyễn nói một cách khách quan thế còn bây giờ à, cầm các hình ảnh mô phỏng các cái câu chuyện mang cái chất sử thi cổ tích thì em nói các bác này các bác là những người đã biết dùng máy điện thoại thông minh đã biết vào mạng thì câu chuyện đó là chỉ là câu chuyện hái ước các bác giờ bảo là ngồi thực ra những cái tầm cỡ mà những cái người mà thợ giỏi những anh cứ suy giỏi đấy mà lúc ngoài người, người ta trọng vọng ấy thì cái tầm cỡ như bọn em không đủ tư cách để người ta ngồi nói chuyện em khẳng định kể cả như các bác khách hàng rồi thôi không mà các bác gặp được ông chủ tịch hội đồng quản trị của ông điện máy xanh không bao giờ gặp được mà chỉ gặp được của trưởng phòng hoặc là giám đốc điều hành hoặc là bên trong dịch chứ không bao giờ gặp được ông chủ tịch hội đồng quản trị mà không bao giờ nhìn thấy mặt đấy anh hình dung chưa thế chưa nói là một cái ông mà anh nguyễn nói là những người tài giỏi như vậy thì không bao giờ người ta không bao giờ người ta có thể đi nói chuyện phù phiếm với cái ông lào âm thanh cỏ con đây là anh nguyễn khẳng định một điều như vậy cái bức tranh đó câu chuyện đó chỉ, chỉ, vẽ cho học sinh tiểu học Thấy trắng người ta chỉ hiểu gì mắt tròn xoe thì có thể là nghe được chứ còn nói kiểu đấy thì nó anh nguyễn thấy nó buồn cười lắm nó, nó rất là buồn cười đấy nó không không nó không mang chất mà mà để mà nó đánh giá mà theo một cái cái tầng lớp cao hơn ấy, thì người ta thấy nó 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 là một cười kinh khủng luôn là anh Nguyễn có thể rất là khó miêu tả trong cái vấn đề câu chuyện đấy thế nên chỉ nói vậy thì các bác thôi thế còn nào chiếc máy nâng tiếng cũng như là trí tuệ Việt Nam thì anh Nguyễn đã, đã có thời gian đấu tranh rất mạnh về chiếc máy lưng tiếng IDOP Việt Nam này đây là chính là hàng chính hãng Việt Nam mà nhiều anh em trong Sài Gòn cũng rất bức xúc về vấn đề máy điện tử này bị nhái, bị nhái thì phải có rất nhiều cái clip đánh giá chia sẻ mổ xẻ cắt ra phân biệt để cho người mà dùng ấy biết thế nào ai đầu Việt Nam và ai đầu Trung Quốc. Thế từ đó hai người cũng tham gia trong cái phong trào đó tức là cũng rất ủng hộ Việt Nam sẽ làm muốn tất cả trí tuệ Việt Nam đều được phát huy không bị chảy ra nước ngoài, không bị chảy ra nước ngoài. Và anh Nguyễn cũng là một người được ăn học, được đào tạo, được sống trên đất nước Việt mình, thì thực ra anh Nguyễn không bao giờ, không bao giờ có một ý đồ gì không bảo vệ dân tộc ta. Dân tộc ta là dân tộc có một nghìn năm, truyền thống tốt đẹp hàng nghìn năm, đoàn kết, thân ái, rồi là giúp đỡ lẫn nhau trong mọi khó khăn đặc biệt như này với bản thân anh nguyễn chỉ cần xem một trận bóng đá của việt nam mình với nước ngoài va chạm với cầu thủ nước ngoài hoặc là đội bóng đá mình thua thì mình cảm thấy nó rất là khó chịu hoặc là một cái đoàn biểu tình nào đó ở nước ngoài nói về việt nam mình không tốt thì mình đã không thích rồi cái máu người đã rực lên rồi thì anh nguyễn là một người quân đào tạo ăn học được trau nhồi đường lối của đảng chính trị thì tại sao anh cũng không bảo vệ cái trí tại Việt Nam đấy thì cái ý nhất mà anh muốn chia sẻ với các bác tiếp theo đây, đây nếu đây là một hàng Việt Nam mình và do một người thợ tài ba anh cũng rất trân trọng những người lao động nghiêm túc rồi là nhiệt tình thì tại sao không đăng ký bản quyền đã gọi là những cái hàng mà đăng ký bản quyền thì anh cũng khẳng định nó phải có những đại lý để phân phối thực ra các bác cứ trai em cái này cái gmail trong Google không thấy em tra này bác này em trả lời giúp bác em tra này không thấy một cái website nào của cái dòng Exan đấy mà thực ra cái máy này anh vẫn nhập trực tiếp bên Trung Quốc đông bên Trung Quốc đây anh khẳng định thế còn à, mọi câu chuyện nó chỉ là viễn cảnh và câu chuyện cổ tích giống như là các cụ người ta ngày xưa đấy cái hiện tượng lũ lụt thì núi luôn thì là có sơn tinh thủy tinh rồi là, là mặt trăng thì thằng quậy ngồi gốc cây đa để trâu ăn lúa của chài trai rồi thì thực ra này đấy là ngày xưa anh với công nghệ lasa như mỹ giờ thì người ta có thể chinh phục được mọi cái hành tinh cách hàng hàng tỷ ánh sáng đấy thì không thể nói được đấy câu chuyện ngày xưa cách đây nó khoảng nghìn năm thôi thì mình miêu tả như thế được đây người ta sự như vậy thì nếu là hàng độc quyền của việt nam mình thì, thì chắc chắn là phải có những công ty bảo hộ phân phối không thể là nhập tùy tiện được thực ra bác cái mới dòng máy này em nhập bao nhiêu cũng được thích bao nhiêu được vì đã do ông chú của xuất nhé thì cứ ai mua cũng được ai nhập cũng bán em quyết định nhưng nếu nó là những hàng mà mang cái phân phối độc quyền thì bắt buộc phải theo luồng nó này nhá thực cái giấy này em nói bác nhé nó có cái gì khó đơn giản như em vào máy tính làm lúc cũng được có gì khó cái giấy này nhưng mà em khẳng định em không chê chất âm của nó không chê những con người sáng tạo ra những cái thiết bị âm thanh cao cấp nhưng mà vấn đề là em đang nói về nguồn gốc sản xuất ở đâu hay chính như vậy cho em 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 làm tất cả dòng may đồ em không chê ai cả mà nó rất hay thực ra nó nghiêm túc đến hay không chê không chê cái gì cả nhưng mà đang bàn đến vấn đề về nguồn gốc cho nên anh em đừng có khẳng định mình là tài ba thực ra cái trình độ của mình đấy chưa bằng ai đâu mình có thể là chỉ ở cái cấp độ nhỏ thôi nên khẳng định đừng nên vỗ ngực là khẳng định mình là tài năng nói chuyện cũng là ông kia rồi là này khác không có chuyện đấy còn nếu mà để mà được học được đào tạo anh nguyễn là người cực kỳ học nhiều có nhá học nhiều và rất mà anh nguyễn với cái 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 bán online ấy, thực ra anh nguyễn không phải người bán đầu tiên nhưng khẳng định ở đất hải dương này anh nguyễn, anh nguyễn là người khơi khơi mào khởi sướng và cái chiếc máy lưng tiếng chiếc máy lén chiếc lọc thì anh Nguyễn là người mạnh dạn đưa vào các bộ khác karaoke cũng như nghe nhạc do anh Nguyễn khẳng định nói về lịch sử lấy video và cách chỉnh cái hướng dẫn gần như anh cũng phổ cập cách đấu lối cách cân chỉnh trên youtube để các bác xem đó là khẳng định những gì anh vẫn làm còn cái gì anh Nguyễn không làm thì không phải anh ấy nói thế thì các bác biết là lại có về vấn đề một tí về cái nguồn gốc thế nguồn gốc thì hôm nay em mà là cái này nó sản xuất ở chỗ em ấy thế nào em cũng dùng một đoạn clip ra thực ra clip bác xem nó người trung quốc với người việt nam gì mà bây giờ có biết thừa là cá nhân công giờ người ta thuê bất kể người nào cũng được trung quốc hàn quốc miễn là giá thành hợp lý là người ta thuê thì em nói câu chuyện về vấn đề mà khu em mà sang trung quốc làm rất, rất nhiều bây giờ vẫn còn đấy nhá chứ không phải không đấy cho nên là cái việc mà em nói còn nâng tiến này là của Trung Quốc mà trực tiếp tem nhập vào Đông Hương Trung Quốc về đấy còn hàng của mọi người làm ở ví dụ như ở sau đỏ Chí Linh ạ hay làm ở Lam Sách hay làm Hải Phòng đấy việc người ta nhập còn em nhập vào Trung Quốc về em phải Nhưng còn là uh, với hai đầu Việt Nam này thực ra các bác này nó có lỗi nhưng không nhiều như các bác nghĩ nhé nó không nhiều như các bác nghĩ đâu Hành Nguyễn bán rất là tốt, rất là chạy ở Việt Nam và hành Nguyễn vẫn luôn bảo vệ idol Việt Nam, idol Việt Nam nó là cái nguồn khởi xướng cho tất cả các dòng máy lưng tiếng bây giờ ở Việt Nam. Nó có nguồn gốc lịch sử, đấy cho nên là cái idol này, Việt Nam này, anh ấy khẳng định anh ấy vẫn cung cấp thị trường, mà tiếng rất hay, rất tuyệt vời, đấy. Có thể có thời gian vừa qua thì có thể số nó xảy ra một số hiện lỗi, nhưng mà lỗi thì nó vẫn cho phép, không phải không phải là cái lão lỗi có thể 100 cái lỗi 5 cái như thế là quá là nhiều các bạn nhưng không may rơi các bác thì các bác nghĩ là nó lỗi nhiều thôi nhưng còn cái đồ ấy thực ra em bán ở Việt Nam nó nhiều kinh khủng luôn nó có thể nói xếp được cái nhà này của em ấy diện tích hơn 200 mét vuông em xếp có thể rất là cao hết cả cục này nếu mà lỗi nhiều một chút này gửi về thì làm sao em làm được đúng không Thế cho các bác cứ an tâm về chiếc máy lưỡng tiếng idol IP Việt Nam mình là vẫn là tuyệt vời còn dòng này thì nó chỉ là một dòng truyền thể, truyền thể. Thế bao giờ mình... thực ra cái idol này thì nó cũng nhập tất cả linh kiện Trung Quốc, bên mạch thiết kế ở Trung Quốc, người ta đề mua người ta chụp ra thôi bác, có gì đâu, có gì khó đâu. Còn chất âm của nó gì, thì... nó cũng hay không phải không hay, anh cũng không phải là anh cũng chê, nhưng mà đang bàn vấn đề vấn đề là vấn đề, là vấn đề, là vấn đề là nguồn gốc của nó, anh mới khẳng định đây là idol của chú quả xuất đấy chứ không có ông thợ việt làm là nghĩ ra vẽ ra cả thế ra chỉ đây chỉ là một cái viễn cảnh để mô tả cái hình thức thôi chốt nói rồi không sửa được nữa thì đó là những gì mà anh vẫn muốn phù phiếm bác một chút về chiếc máy lưng tiếng có tên là x santech thôi nhá và nha. em cũng mong báo giá luôn các bác có yêu quý cây anh nguyễn nhì mộ ủng hộ anh nguyễn và anh Nguyễn có rất nhiều các mẫu là anh Nguyễn thông báo giá là một triệu bảy bao ship tặng dây rắc trên toàn quốc đấy thì đây chính là cái thương hiệu của Việt Nam thương hiệu Việt Nam thì các biết giờ cái dòng đẩy xe sao cũng thương hiệu Việt Nam rồi loa xe sao cũng thương hiệu Việt Nam nhưng có phải do mình Việt Nam làm đâu Thế đấy cái Việt Nam mình làm hay không làm không quan trọng quá nhá mà có thể là mình xin một thương hiệu người ta cho mình Thế còn nếu cái hàng này mà do Việt Nam là xuất ấy, thì khẳng định nó sẽ phải đăng ký bảo hộ bản quyền. Cũng như là võng xếp duy lợi, ấy. có một người Mỹ vi phạm ấy, kiện ra tòa án cũng thế ấy, phải bồi thường ngay. Thế do vậy các bác an tâm, cái gì anh ấy nói là chuẩn. Còn cái việc tin hay không tin, còn đánh giá hay không đánh giá, nên là mỗi người một cách. Còn một số anh em bình luận kênh Hành Nguyễn nhé. Thực ra một số anh em, anh biết thừa những người đó không phải khách hàng, không vạch hàng đấy mà cũng không đủ tầm tư cách để đánh giá anh nguyễn anh khẳng định anh nguyễn bán hàng gì thì anh nguyễn sẽ bóc bán cho các bác xem trước khi anh nguyễn gửi hàng nó rất thoải mái nhưng vấn đề vấn đề cho kiểm tra hàng nhận hàng đó là phong cách làm việc của anh nguyễn đấy bác nhé một lần nữa anh khẳng định đây vẫn là của trung quốc đấy khẳng định của trung quốc mà trực tiếp anh nguyễn nhập ở đâu của trung quốc về nhé số lượng không giới hạn bao nhiêu cũng có. Xin chào các bạn.